Vừa qua, chương trình nhận được thư của khán giả Trần Thị Kim Anh, 52 tuổi. Cô cho biết thời gian vừa qua, cô thấy da mình ngày càng xấu đi, không còn độ săn chắc và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Cô muốn sử dụng collagen tự nhiên, nhưng nên sử dụng như thế nào là đúng? Mong chương trình tư vấn giúp. Và hôm nay, chương trình đã mời tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Diệp, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, quay trở lại chương trình để giải đáp những thắc mắc của cô Kim Anh về vấn đề này. Chị có thể nói rõ hơn là cái bình thường là chị chăm sóc da như thế nào được không? Mình thường thì xuyên nè, hay đi nắng. Yeah. Thì mình cũng hay xài kem chống nắng. Mình có dùng thường xuyên không hay là lâu lâu mình nhớ thì mình sử dụng? Thỉnh thoảng mình đi nắng thì mình dùng. Đi nắng thì mình dùng. Dùng thôi. Thế còn những cái về cái vấn đề tẩy trang hay là làm sạch da thì hàng ngày chị có làm sạch da không? Thì cũng thỉnh thoảng thôi. Cũng thỉnh thoảng thôi. Nhưng mà mấy lúc gần đây thì coi như da mình nó lại không có được đẹp như hồi xưa nữa. Nó lại nhăn mà chảy xệ. Thì muốn hỏi bác sĩ coi có nên bổ sung sản phẩm collagen hay không? Trước hết thì mình nói về cái dinh dưỡng cho làn da. Thì chị biết làn da của mình thì cũng như là cái cơ thể của mình thôi. Thì mình có một cái cơ thể khỏe mạnh thì mình mới có làn da đẹp. Vì vậy cái chế độ dinh dưỡng ban ngày của chị như là mình ăn uống đủ chất này, ăn nhiều rau xanh, trái cây, mình uống nhiều nước, mình tập thể dục đầy đủ, mình ngủ đủ giấc. Thì những cái đó nó là những cái yếu tố rất là quan trọng để có một cái cơ thể khỏe mạnh, một cái tinh thần sảng khoái. Và nếu như được như vậy thì chúng ta sẽ có một cái làn da đẹp. Còn về cái việc bổ sung collagen á, thì chị biết là cái làn da của mình nó có cái lớp gọi là cái lớp bì, đúng không? Thì trong lớp bì đó nó có những cái sợi collagen. Thế khi chúng ta bắt đầu lớn tuổi, qua cái tuổi 30, thì hàng năm cơ thể chúng ta sẽ mất đi một cái lượng collagen nhất định. Mỗi năm chúng ta sẽ mất đi 1%. Đó, vì vậy khi lượng collagen nó bị sụt giảm như vậy thì chị sẽ thấy là cái da chúng ta bắt đầu nó xuất hiện những cái nếp nhăn, hay là da không được có săn chắc nữa, cái độ đàn hồi của da không có được tốt nữa, thế da mà mặt chúng ta bắt đầu hơi chảy xệ xuống. Đó là cái dấu hiệu của cái việc lão hóa da, đó là dấu hiệu của việc sự thiếu hụt cái collagen. Thành ra cái việc bổ sung collagen thì nó cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Tuy nhiên cái cách bổ sung của chúng ta thì chúng ta có nhiều cách. Thứ nhất thì chúng ta có thể bổ sung những cái thực phẩm mà nó giàu những cái chất collagen, hoặc là chúng ta có thể bổ sung collagen bằng những cái loại viên uống hay là những cái nước uống dinh dưỡng mà có chứa collagen. Đấy là một cái cách của chúng ta bổ sung. Và chúng ta cũng biết là cũng có cái những cái loại kem mà collagen mà dạng thoa nữa. Đó, thì tất cả những cái đó thì chúng ta đều cũng có thể bổ sung cả. Trong collagen tự nhiên á, nó có những thực phẩm nào và ăn như thế nào thì nó đủ chất, bác sĩ? Nói về cái collagen tự nhiên thì thông thường những cái nguồn mà cung cấp collagen cho mình có thể là từ những cái thực phẩm từ da heo hay là da bò, hay là tốt nhất là từ những cái sản phẩm mà từ cá biển chẳng hạn. Thì cái đó rất là tốt cho cơ thể. Thế còn ăn bao nhiêu là đủ thì thực ra cái đó nó nằm trong cái chế độ dinh dưỡng của mình. Thành ra mình cũng ăn nó vừa đủ cái số lượng cần thiết cho một cái bữa ăn của mình thôi. Nếu như mình dùng collagen thì có thể nó gặp những cái tác dụng phụ như thế nào, bác sĩ? Thực ra thì collagen thì hoàn toàn vô hại đối với cái cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên thì cái vẻ đẹp của làn da nó không chỉ phụ thuộc vào cái vấn đề là chúng ta bổ sung cái collagen hơn hay là không. Tại vì nếu chúng ta chỉ bổ sung cái collagen nhưng mà chúng ta không có những cái vấn đề chăm sóc da như là tránh nắng hay là thoa thêm những cái loại kem để mà mình dưỡng cái làn da của mình, đó thì nó cũng không thể nào nó có cải thiện nhiều. Tức là mọi cái việc về vấn đề chăm sóc da thì chúng ta phải tiếp cận nó một cách tổng thể. Tức là người ta vẫn nói là trong uống ngoài thoa. Thành ra nếu như chúng ta có bổ sung thêm collagen cho mình thì chúng ta cũng đừng quên những cái bước chăm sóc da thì cũng rất là quan trọng. Xin hỏi bác sĩ nên mua hay là uống như thế nào để cho nó bảo đảm và an toàn cho da và sức khỏe? Thì chúng ta biết bây giờ là collagen cũng rất nhiều, rất là tràn lan. Thậm chí ở ngoài chợ có thể bán những cái bịch collagen rất là lớn với cái giá nó rất là rẻ, đúng không? Nhưng mà chúng ta không biết được là cái liệu collagen này nó được chiết xuất từ những cái nguồn gốc như thế nào. Đó, thành ra khi mà chúng ta uống những cái sản phẩm đấy vào thì nó cũng hơi nguy hiểm cho sức khỏe của mình. Tại vì cái đó nó là chúng ta uống vào bên trong mà. Nó thành ra rất là quan trọng chúng ta phải lựa chọn cái vấn đề về cái nguồn gốc xuất xứ, cũng như là cái uy tín của cái hãng mà sản xuất ra cái sản phẩm collagen. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, thì cảm ơn chị. Chúc chị luôn trẻ đẹp. Dạ, cảm ơn.